Hello, xin chào tất cả các anh chị. Và ngày hôm nay ta cùng với lại một số các anh chị nhà đầu tư đang tham quan một cái vùng trồng sầu riêng được gọi là bất động sản xanh dòng tiền. Và đứng cạnh với Tara thì đây là anh Tiếp, kỹ sư của vườn, sẽ hướng dẫn với các nhà đầu tư đó là ngày hôm nay với một cái cây sầu mà nó nhiều trái như thế này thì làm sao để chúng ta sẽ đảm bảo được đó là cái cây này sẽ cho một cái năng suất cao này, và cái độ tuổi thọ của cây nó sẽ được bền. Thì mời anh Tiếp chia sẻ cho các nhà đầu tư, và bữa nay chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất rất là đặc biệt cho các nhà đầu tư khi tham quan ngày hôm nay nha. Chào anh chị, chào mọi người. Thật sự là cái cây sầu riêng á, để mà chia sẻ mà nó từ đầu đến đuôi á, thì nó rất là dài và rất là nhiều. Và hôm nay thì là em sẽ chia sẻ cho anh chị là cái thời điểm này là cái thời điểm gọi là khi sầu đã rụng sinh lý lần đầu và mình chuẩn bị mình đi cắt tỉa lần đầu. Đấy, thì các anh chị nhìn thấy là ví dụ những cây này thì hiện tại trên cây cũng 1.000 trái. Anh cho Tara hỏi tại sao mình lại phải cắt tỉa nó đi mà mình không để hết luôn cho nó được nhiều trái mà mình bán được nhiều tiền hơn mà mình lại phải cắt nó đi ạ? Nếu như mà sầu riêng mà để giống như là một người phụ nữ thì anh sẽ để lại hết, anh không cắt bất cứ cái trái nào. Đấy, thì em nghĩ thì như cây này là cây 5/5. Với cái tay tán này thì anh để đâu đó lúc mà hoàn thiện mình trái để mình có số lượng á, thì nó rơi vào chừng 60-65 trái. Đấy, thì tức là cái cây này mình chỉ để từ 60-65 trái, trong khi hiện tại bây giờ đó là nó đang có tầm khoảng là 1.000 cái trái non. Đúng rồi. Nha các mọi người. Thì cái thời điểm này là thời điểm bắt đầu là tỉa trái lần đầu. Đấy, thì anh cái trái này anh hướng ban đầu là anh để 60-65 trái. Thì cái đợt đầu tiên anh tỉa anh chỉ giữ lại khoảng 130 trái thôi. Rồi, vậy là đợt tỉa đầu tiên sẽ có nhiều lần tỉa, nhưng mà đợt tỉa đầu tiên là sẽ để lại 130 trái. Khi mình tỉa xong và mình vào phân sau 15 ngày thì cái trái nó sẽ nhận dạng dễ hơn một lần nữa. Đấy, thì mình lọc lại một lần nữa. Đó, là lần thứ hai. Là lần thứ hai thì là về nguyên tắc của thằng sầu riêng á, nó sẽ có hai lần rụng sinh lý. Đấy, cái thời điểm này là thời điểm này đã xong rụng lần đầu. Và lần thứ hai là gì? Ví dụ như là cái chỗ này là nó đang 5 trái, đúng không? Thì những cái trái này anh sẽ cắt bỏ đi này. Đó. Tại sao lại bỏ những trái đấy anh? Cái trái này là em đi mua sầu riêng nó bị cong keo. Bị cong keo có nghĩa là cái này nó sẽ là trở thành là cái điểm sẹo ạ, khuyết cong lại, đúng không ạ? Và nó sẽ ít rất là ít muối. Ví dụ như là anh sẽ để chỗ này là 5 trái thì đây anh theo anh sẽ bỏ đi. Đây là 5 trái nó nguyên vẹn này. Thì sau này cái chỗ này nó chỉ còn 3 trái thôi. Lần thứ hai là mình sẽ để trái chỉ còn 3 trái thôi. Đúng rồi đó. Thì ví dụ như anh nói làm sao mà tại sao anh cắt như có cong đi thì anh cho em thấy. Cái chỗ này thì sau này nó sẽ bị eo chỗ này. Rất là sốt ruột nha các bạn. Mỗi trái này nếu như mà nó cho tầm khoảng 3-4 kg thì có nghĩa rằng là tương ứng khoảng chừng 500-600 ngàn. Có ai dám không ạ? Tôi tin chắc là nếu mà bà con nông dân đang làm thì chắc chắn là không dám cắt. Bởi vì mình nghĩ là càng để được nhiều càng tốt, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có những điểm hại và điểm lợi khi mà nếu mà chúng ta để hết, đúng không ạ? Và thường thì sẽ hại nhiều hơn. Đây thì đúng chỗ này anh để 5 trái đúng không? Vâng ạ. Chỗ này anh để 5 trái. Vâng. Thì những trái này bộ anh sẽ bỏ này. Vâng. Đó. Trái này là 3,5 kg này em. Vâng. Trái này 3,5 kg. 4 kg này. Trái này là 4 kg này nha. Tương ứng có nghĩa là trái này tầm khoảng là 600-700 ngàn nha mọi người. Thì buộc anh phải bỏ. Thì anh sẽ để lại cái phần này. Vâng. Và cái phần này cũng vậy. Trước khi anh cắt anh nhìn này, chỗ này chỗ này 4 trái rồi. Vâng. 1, 2, 3, 4. Thì trái này là anh sẽ bỏ đi này. Vâng. Đó. Đó. Vâng. Trời ơi, rất là sót nha mọi người. Đó. Tôi bỏ những cái này đi. Vâng. Đó. Đó. Đây là đợt tỉa lần 1 thôi ạ. Lần 2 là còn tiếp tục lọc tiếp ạ. Thì đâu đó chỗ này nó đang 15 trái. Vâng. Một cái cành này á thì em anh xong tại vì đúng theo nguyên tắc chỉ được 3 trái thôi. Vâng. Nhưng mà cái cành này nó nằm dưới thấp thì cái độ gió nó không có. Vâng. Thì mình vẫn có thể mình treo mình cột lên được. Dạ. Thì có thể để 5 trái là ok. À. Đó, nó là như vậy. Còn cái cành này, ví dụ cành này. Đó, thì trái này là mình nó có cong mình mới để lại. Vâng. Thì thôi thì không xuất khẩu được thì mình bán cho bà con ở chợ. À. Tại vì nó nằm một mình nó. À, có nghĩa là hàng loại thì là bán nội địa. Đây, đây. Đây, thì cái chỗ này thì nó sẽ cái trái này mình có thể mình bỏ này. Vâng. Và cái trái này á, là đây. Chắc chắn là để lại. Ở đây là gọi là cạnh dinh dưỡng này. Vâng. Là cái trái này á, là nó khỏe thì nó ăn hết dinh dưỡng thì cái này mình bỏ đi. Vâng. Đấy,
thì trước khi anh cắt thường là anh sẽ đợi như này. Vâng. Đó. Nhỏ như là nhỏ nhưng có vỏ ở chỗ này này. Là tròn tròn đấy lại. Đó. À. Mình sẽ đấy lại. Anh có thể cho em cắt một cái được không? Ok. Đây em sẽ cắt được hai cái này luôn này. Đó. Rồi nha. Em đang cắt 700 nghìn. Rồi. Đây đây. Okay. Đó. Rồi đây này các bạn đó. Người. Cắt đó. Nha. Trời ơi, rất là sốt ruột này đó mọi người. Đấy. Ok, rồi tương tự này. Đây hai cái này để lại. Hai cái này để lại. Hai cái này em chọn một trái thì em sẽ cắt trái này. Đúng rồi. Okay. Em không thích cong đúng không? Đúng rồi, em không thích hàng cong, em thích hàng thẳng. Rồi, giờ trái này nữa đúng không? Đúng rồi. Ok. Cặp này luôn. Rồi, cặp này luôn. Đó. Rồi có trời ơi mọi người đó, ơi. Lần đầu tiên trong đó, đời đi thì, cắt sầu riêng. Thì em đã cắt em cái nhìn mình thấy nha, thì em sẽ bắt đầu này. Vâng. Thì mình nhìn thấy là em còn sẽ làm loại nữa. Vâng. Đó. Trời ơi em không muốn loại trái nào hết á. Anh nào cũng thẳng thẳng cả hết trơn á. Đó, thì bây giờ xem bên này cũng vậy này. Đầu tiên em sẽ loại bỏ cái cong trước. Rồi, bây giờ đầu tiên là loại trái này này. Đó. Chai mà cong là không thích vậy đó. Phải chai thẳng. Chai, đúng rồi. Chai phải thẳng mới thích đúng không? Sầu cũng phải thẳng mới được. Đấy, hai trái này thì em cắt bỏ trái này. Rồi, ok. Đấy, trái này nè. Rồi, có anh chị nào muốn cắt không? Rồi, ok thì em sẽ lên như này. Thì nhìn thấy không? Thấy không? Vâng. Đấy. À, rồi, tức là mình sẽ lựa lại những cái trái mà nó thẳng đều nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng nó, ạ. Nó là đủ sau này nó sẽ là cái gì có năm khứ. Rồi. Khi mà mình tức là năm khứ là tương ứng với là năm múi đúng không ạ? Khi mà mình chăm mà cũng như là dinh dưỡng mình nó đầy đủ rồi thì ok mà không may mà nó bị thiếu thì ít nhất nó sẽ còn bốn khứ. Rồi, ok. Đó. Còn cái trái này thì em ý trái cong như này em có chăm cả nào chăng nữa thì nó vẫn bị vênh. Tức là cong thì vẫn là cong đúng không ạ? Rồi, cong thì vẫn là cong thì cắt tỉa từ nhỏ rồi đúng không? Còn cái cành này em cắt đâu đó hết có chừng 10 triệu của anh đó. Ờ. Nhiều quá. Còn nhiều quá này là, thì là mình chỉ để 5 trái thôi. Nhưng mà hiện tại cái này đang có chừng 30 trái này. Ôi trời ơi mọi người ơi. Như đó. Cái chùm này này mọi người ơi, bây giờ cái chùm này mà để 5 trái thì không biết là cắt anh nào bỏ anh nào nữa. Thì đây là rất là khó. Rất là khó đúng không? Cho nên mỗi lần mà mấy bác mà làm vườn này là rất là xót xa đúng không? Nào cũng phải là từ 45 trái rồi. Tại vì chị thấy nhìn cái câu ạ. Nó không có. Dạ, tại vì ví dụ nha, cái này em sẽ nói chuyện này. Nói chuyện này, như cành này. Cái cành này phải không? À. Tại vì em sẽ biết được cái dây bên này sang bên kia. Ờ, à. Nó sống yếu cái chỗ mà. Này á, là nó có một sống trái yếu. Mình phải để này, cái này bỏ này. Vâng. Cái trái này ok hai trái này. Cái chỗ này là sống yếu quá. Rồi xong yếu thôi xong yếu lắm thôi. Đó là cái độ phân tán nó ok rồi. Cái chùm này thì chị không bao giờ chị lấy hơn được tại vì nó không có chỗ không gian để nó ví dụ nó giải ra được thì mình sẽ lấy được. Mà cái này nó đang chụm lại đây đúng không? Nên mình bắt buộc mình phải bỏ. Ví dụ chỗ này này, em sẽ lấy tận vào đây luôn. Nhưng mà chỗ này thì nó yếu quá em phải bỏ đi. Đó, rồi đúng cái này cắt đi. Đó, tức là mình sẽ xong là mình lấy được hai trái. Tại vì hai trái đâu đó 10 kg rồi, là chỗ này rất là nặng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Rồi chỗ này cũng vậy. Thì bỏ cái này đi, cái này bỏ hết này. Đấy. Ôi dồi ôi, xót xa lắm đó mọi người ơi. Cho nên là cái này đi làm cái này là phải mạnh tay chứ mà. Đi làm mạnh tay ấy mà em làm cắt nãy giờ em hơi bị nhát. Đó, phải bỏ hết những cái này này. Ôi dồi ôi. Tức là đấy. Tổng cái cây này em đẹp khoảng 60 đến 65 cây. Vâng, dạ. À, trong khi là ở đây là cái cây này bây giờ đang là tầm khoảng là 1000 trái non này anh này. Vâng. Đấy, cho nên là chắc là mạnh tay mới dám lựa chọn nhưng mà cuối cùng là nó vẫn còn nhiều đó. Em cắt đi quá trời vừa đây vẫn còn này chứ rất là đẹp này. Không phải tỉa nó hai nữa. Vâng, thì cái hai thì chỗ này anh lấy tối đa là 5 trái này tại vì nó không không gian để nó dính dẫn đúng không? Cho nên là phải tỉa thêm một lần nữa. Vâng. Tại vì em mới xong khi mình tỉa xong á là lúc nó vẫn cạnh tranh dinh dưỡng mà. Vâng. Là cái trái nào nó khỏe thì nó sẽ to lên. To lên. Và mình sẽ lựa thằng to. Đó, đó, đó. Bỏ thằng nhỏ, bỏ thằng còi. Đó, đúng cành này này, cành này thì phải để được. Chục trái. 60 trái ví dụ. À, cành này là rất là khỏe đúng không? Tại vì khi mà cành này mà nằm bên trên á vâng. Thì là em không để được tại vì lúc mà trái nặng nó gió sẽ bật. À, gió nó sẽ vặt cây. Em ơi cho anh hỏi một tí là tại sao cái cây của mình ngày trước kia cây nó cao vút mà bây giờ nó rất không, là cái này là do mình cắt làm rông gió không cắt thì 9 năm em cắt ra. Mấy năm em? 9 năm. Có một cái này này anh Sơn. Tức là cái ngày xưa đó bà con nông dân tại vì em đi rất là nhiều cái vườn mà ở Đắk Lắk ấy hoặc là những cái vườn cũ ngày trước á là mình trồng không đủ khoảng cách á thì cái cây á ngày xưa là bà con trồng xen canh ấy. Một vườn. À, nó trồng xen canh cho nên là nó không có cái đủ để cái tán nó rộng ra thì nó sẽ vút lên trời và cái cây nó thân nó rất là cao nhưng mà ở dưới này cái tán này nó sẽ ít do nhưng mà bây giờ bên này là trồng khoảng cách là ví dụ như là tầm khoảng 8 mét cho một cây chẳng hạn lấy bề ngang bề ngang cho nên là nó sẽ vươn được ra ngoài và từ thấp nó đã có rồi một có cành mùa tốt